xảy ra cái hiện tượng đó, thì trong cái con giáp này nó đã hết cái năm mạo rồi. Đó mà Đức Thầy cho biết thì Tý Sửu Dần là mạo, thì mạo đã hết rồi đó, thì dòng bay dơ dẫn thì khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau. Rồi lê dân trăm họ mới sáo sào, rã rời phụ tử thì máu đào nhuộm tu, thương quốc sức thì bắt cuồng tâm não, quyết cứu người dùng cái đạo để phổ thông. Cho nên Đức Thầy dùng cái bức mục để dùng cái lời để diễn tả, để viết lên qua cái cuốn Giáo Lý Thi Văn toàn bộ, để rồi cho bà con để coi, để nắm bắt, để rồi nghiên cứu, để chia sẻ cùng nhau, để mà tu cho nó kịp với cái thời gian sắp tới đây diễn biến. Thì kính thưa với bà con đó, trong nước và ngoài nước, cũng như trong tỉnh và ngoài tỉnh đó, thì hôm nay đó, cái hiện tượng này để quý vị biết được, cái lễ vừa rồi là Tết Tây, thì nó hiện tượng nó ở Nhật Bản, bà con mình thấy rõ rồi đó, nó là chưa có tới cái năm Thìn, nhưng mà có cái đó là đã bị động đất, nó xảy ra cái diễn biến hết sức là khủng khiếp. Cho nên hôm nay đó, bà con người ta mới bình luận, rồi người ta mới đưa lên ta hỏi coi cái đàn giảng vậy mà Đức Thầy tiên tri vậy mà có hay không đó. Vậy thì hôm nay đó thì là Đức Thầy cho biết rồi trong mấy cái đoạn mèo này nha, mà bây giờ mèo đã hết rồi thì rồng bay dơ dẫn à, khắp hoàn cầu thì nghịch lẫn cùng nhau, rồi tới con mèo này nó lui thì rồng tới, thấy không? Bây giờ vẫn thế giới chiến tranh nổ khắp bụng, thì bà con mình thấy có cái hiện tượng giặc trời mà loạn động rồi đó, thì nào yên dân tình. Vậy thì bây giờ đó, giặc trời này nó loạn động hồi năm Tý tới bây giờ, thì bây giờ quý vị biết mình coi nó đúng vậy hay không. Nếu ăn cái khớp như vậy thì cái hiện tượng đó là Đức Thầy cho biết trước rồi. Rồi hồi đó giờ bà con mình đọc giảng lên coi, câu này đọc cũng rất đơn giản. Nó nhắn là gì? Là cái chỗ đó là trạng trình truyền sống cái mấy lời là năm rồng, rồi rắn, ngựa, dê, rồi nghĩa là chúng sanh thế giới ê hề tây phơi ở trên cô bác ơi. Thôi không có còn gì nữa đâu, nó tăng tốc hết trơn, nghe không, khốc liệt. Cho nên bây giờ này quý vị biết rồi đã thấy coi, nghĩa là năm Dần đó thì quý vị thấy rồi đó, hồi nào tới bây giờ thì Nga nó đâu có đánh, mà nha ai giờ năm Dần kéo đánh, đánh gì nó kéo đánh từ năm nay. Năm nay là năm Mão, ai giờ rồi tới năm Mão nên thì chưa kịp gì nữa thì tới nữa, là ở Trung Đông thì quý vị thấy coi đánh hôm gài đó là tan tác hết trơn. Nó cho mình thấy đó là cái loài người nó là tàn bạo, nó là nó gây nên. Rồi tới cái giặc trời loạn động thì ở trong cái giai đoạn này, thì bây giờ quý vị thấy cái năm mà là Dần này với cái năm Mão này, thì quý vị thấy xét hay coi, bây giờ động đất bao nhiêu người của cải tài sản thì nó chôn vùi lấp ở là trong cái việc đau khổ mà là Đức Thầy đã cho biết giặc trời, nghe không? Vậy thì giặc trời này là ai chỉ biểu, ai làm mới được? Khi mà Đức Thầy nó tay dừng tay là chờ đợi lệnh thiên thì Đức Ngọc Đế xử phân cho chúng. Nhưng mà trước khi ông muốn xử thì ông hỏi cộng đồng xem xét hẳn hoài, nó rồi mới sai chư tướng xuống để răng trần thế, răng nói gì thì bây giờ tướng xuống biết ông nào. Cho nên quý vị thấy là nhà lầu xe hơi gì đó 5-7 tầng gì đó, nhưng mà động đất rồi một hơi rồi đó là kể như là ra không được, sập đổ hết trơn. Thì con người mình cũng vậy, cũng phải là vừa của cải là chôn vùi trong cái đống đổ nát này. Chính Việt Nam mình còn phải ra tiếp viện, thì bà con thấy rõ ràng không, đúng phải là việc khẽ đến không, nghe không? Là đây truyền sự thật chứ không có nói dư mà không có nói thiếu nữa. Đức Thầy nhận cái trên đi xuống là xác lệnh đã rõ ràng, đã rõ ràng vậy. Trên thì bà con mình nên giác ngộ cho nhanh để mà lo tu cho kịp những thời gian, dù ở nơi nào khó tu gì đó thì chúng ta trở về đất nước Việt Nam, hoặc là trở về sau tỉnh miền Tây là chắc ăn có phạt. Cho nên bây giờ để quý vị biết, tôi thì bây giờ đã ở Kiên Giang, tôi thấy đó bà con bây giờ nó mọc lên đó, bếp cơm đó, rồi từ thiện, rồi không đồng. Tôi cũng thường nói lên vài bà con nào xa cơ thất thế này kia nọ, thì về đó có cơm có gạo ăn để mà lo tu. Nó với Đức Thầy cũng khuyến khích để dạy cho mình tu, rồi Đức Thầy cũng cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật nè,
liên đài lạc lên thì có chỗ ăn chỗ nghỉ để mà lo tu, chứ bằng không quý vị bung bung ra mà ăn, thấy không? Ở trong nước hoặc là nước ngoài gì đó thì cái này khổ nạn nó sắp tới. Mà cái này rõ ràng ông suy giải nói rõ ràng, thấy không? Mà ông nói bây giờ là nạn tai dồn dập sớm làng còn chi, cửa nhà tan nát vậy thì đất bằng sấm dậy còn gì, trời ơi có bác có thôi. Nghe tới đây rồi còn cái gì nữa đâu mà không buông bỏ, trở về cái nội tâm để mà tu. Nó Đức Thầy đã một vị Phật lãnh lĩnh ở trên đi xuống, có giống như là năm cái sắc lệnh mà nói gì với chúng sanh mà nói mà dư thiếu thì sao mà nghe được, mà giờ là nó có hết rồi đó. Thì nghĩa là hôm nay ở bên YouTube như anh em truyền lại cho đồng đạo hỏi là cái câu giảng của Đức Thầy hồi nãy vậy đó mà có hay không, kết thúc như thế nào, thầy tiên tri như vậy mà có hay không. Nó thì ra bây giờ đó là Hay Dũng cũng nghiên cứu cái này chắc không dư không thiếu, phải có là cái đoạn này đó. Bây giờ nó là mèo tới đây là con mèo này nó lưu rồi thì rồng tới ạ, bay dư dẫn thì thế giới chiến tranh nổ khắp bùng, thì bà con mình biết không, bây giờ nó nổ chiến này chắc là nó nổ thứ dữ không mà chứ không phải nó nổ hiền, phải không? Bị tên lửa được không hả, chất độc không chứ đâu phải nổ cái kiểu như là bình thường như ngày xưa ông bà mình vậy. Nhưng mà bây giờ thì nó rõ ràng như vậy, thì bây giờ bà con mình bắt đài lên coi Trung Quốc bây giờ có thể nó lâm lại, có thể là đánh Đài Loan đó, chứ không phải nói cái chuyện là đơn giản nó. Rồi bây giờ đó là hôm nay đó là để nó hâm rồi nó lấy là Đài Loan, rồi nó còn phải suối nghĩa là Campuchia, bắt tay với là mấy nước ngoài nữa là có thể đánh Việt Nam thôi, chứ không phải nói chuyện chứ nó. Bà con mình nên cảnh giác cái này. Rồi nhiều anh em giờ bàn qua rồi cái câu rồi nó chưa hiểu cái đạo giáo lý của thầy đó là nó ruột tay, nó bây giờ cái câu giảng mà đưa ra đó là cảnh trời mây mịt dễ lăng quăng đó, 14 tháng 10 là phước trăng, xem chừng địa lý quá sung xăng. Rồi mình không hiểu mình bàn nó gì tới đó cái ông trời ông tấu trời tấu đằng sau đó chết hết đang đời đó, nói nó sai nghe quý vị. Sai. Nên hôm nay quý vị nên nhớ kỹ rằng đó, để tôi đọc lại một đoạn rồi mới tới cái câu này, rồi tôi mới giải trình cho quý vị nghe để nắm bắt, để rồi biết những gì mà Đức Thầy nói đó. Ông là Phật mà mình không hiểu nói nó thật chặt rồi cái này là ta không có tính, nên là người ta không có tu. Thì hỏi chứ Đức Thầy nói bên đây mình nói bên kia sao được, đời chưa tới rồi nói tới, không hay là đời tới rồi mình chưa hay, không hiểu đang đợi, không? Cho nên hôm nay đó là Đức Thầy nói cái câu này nè, là mình lại tới câu này để nói cho anh em mà nói đó, thì nó là đừng có giỏi quá mà chưa hiểu giống Đức Thầy như thế nào mà nói ra nó nghe nó nhiều anh em để bàn luận rồi chỉ trích đạo hòa hảo này kia nọ. Nhưng mà Đức Thầy nó rõ ràng nó mai sau nhiều cuộc đất cài, nó rồi đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa. Nào, thì tôi hỏi quý vị bà con mình ở trong nước và ngoài nước khoa học luôn đó, coi cái Đức Thầy nói như vậy mà cái câu gì nó thế nào, bây giờ đất cài sao mà chạy mà chưa hiểu gì ra nói chạy là sao. Nhưng mà hiểu được rồi thì đất là gì, đất là thổ, thổ là gì, miên, miên nó rớt chết và gạt nó rớt mình mới chạy, em bà con có đồng ý cái này không, em à. Vậy thì bây giờ tới cái câu mà cảnh trời mây mịt dễ lăng quăng, 14 tháng 10 lại phước trăng, rồi ông nói tới nữa là ông nói xem chừng địa lý nghe là quá sung sang. Mình nói cái này cho quý vị được tin Đức Thầy, ông không Phật mà ông biết. Những cái người là bên cạnh của mình là nước gần mình là người nghĩa là dân tộc như người Miên, có thể là nó xích và gạt nó rượt mình bao nhiêu lần rồi, thấy không? Thì nó rượt cái vậy là rồi nó chặt đầu mình chém mình đó, ba chút bây giờ còn bao nhiêu cái đầu, nó rõ ràng thực tế. Ông Phật ông nói mà, nghĩa là mình không hiểu thì mình nói nó không đúng, cho nên nó là đã rõ ràng như vậy. Thì bây giờ tới bây giờ cái người dân tộc, phải không? Cái người thổ miên ở bên đó hiện bây giờ đó là kể như bệnh ăn nhậu của bệnh đó, nó hát ca dữ lắm ạ. Cho nên ông nói là nó quá sung sắc, sung sắc là nhậu, nhậu vô hát ca đã rồi nó đồng tình đồng hè với nhau, có thể là nó đánh Việt Nam, đánh Việt Nam. Đó, người bà con đó mặn cái bến về nó, người ta cũng đi gì à. Mà cái này đó là Đức Thầy đã biết trước, ông viết là kinh giảng ra hồi năm 1939, mà giờ này là mới thấy rõ ràng cái câu này. Thì giờ mình
tri ra rồi nó quá rõ ràng. Ai việc sẽ đến đây thì sự thật, đây là việc biến chuyển thiên cơ là rất gấp vậy đó, gấp. Cho nên là hôm nay nó là nói với bà con mình nắm bắt để hiểu, đừng có dội mà để nói rồi tháng 10 rồi giống như nó không có rồi đó, không? Thành ra làm cho anh em các nơi, không? Rồi là làm cho nhà nước này kia nọ đó là không tin. Vậy thì bây giờ đang là hôm nay chúng ta nói trở lại với cái Đức Thầy là trong cái năm mèo này nó hết rồi. Mèo lui là rồng tới bay, dơ dẫn thế giới chiến tranh nổ, nghĩa là khắp bùng đó. Thì bây giờ là chiến này là thế giới nó nổ. Nổ thì Đức Thầy cũng cho biết, đụng chuyện rồi thì trục kia nó chọi đồng minh. Thì hai sông khô cạn, nhật tinh rạng ngời, thì ngọn thủy triều nuôi nước sụp sâu. Thì bầu trái đất một khen lương chuyển, nghe thấy không? Nó lương chuyển, nó chuyển động rồi thì cơ thể nó động tới cái vùng, nghĩa là Cù Lao. Thì ông cho biết là một Cù Lao sụp trước làm đầu, Mã Long ngữ ra Hồ Quang Thiên là quan trời xuống để giữ người hiền. À, thấy không? Rồi nghe là hôm nay đó là cái người hung đó là sau này là vô cửa, giống như ông Thẻ là không có được. Phật lập dùng bảy núi đây nè, An Giang của mình đây nè, nghe không? Như thì nghe là miền bảy núi sau này nghe là bảo quý. Cho nên đụng chuyện nữa là dở sơn tô là thấy mua nhà, thì cái ngọn cải dầu trống lỏng cửa trời, người hung khó tới, đổi giờ nó là hiền lương, đổi mà giờ nó. Cho nên mình bây giờ phải tu thì nó mới nó kịp với cái thời gian là sắp tới đây. Là vì hôm nay đó nếu mà nó đánh rồi đó thì tất nhiên là bơm nguyên tử rồi là ngọn thủy triều nuôi sụt sâu rồi, thì bầu trái đất này nó lương chuyển, nó mới quay, nó quay nó mới có cái chuyện nổ, chứ đừng không gì làm gì nổ, phải không? Mà thầy đã biết trước, thầy biểu mình trúng. Cho nên là nếu mà chúng ta không nghe lời Đức Thầy mà chúng ta không tu thì chúng ta chạy theo cái vật chất, theo đời, bằng ăn thì gặp khó gặp khổ. Nó cũng như bây giờ năm nay nó mình nói cái lý đó, bây giờ đó là công ty đó mà nó khó em, rồi bây giờ đó nói cho bà con mình biết đó, bây giờ nghe là hôm nay đó là lúa gạo nó cũng lên giá em, rồi bây giờ đó là xăng dầu vật chất gì nó cũng lên hết á, mà mình ăn thì nó khó. Nó bây giờ đó là cái cánh chiên giang bên bây giờ để dân đi biển thì cũng vậy, quý vị biết mần đó, rồi bây giờ đó là vô cũng không có tiền bạc gì, cũng có số có số không, rồi số đi công ty về bây giờ cái Tết này không có tiền xài nữa, khổ không? Mà Đức Thầy cho biết rồi đó, khổ dữ thảm ngày nay có mấy mà sợ mai sao dòm thấy bay hồn, rồi trừ tòa giang còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu thì núi xương là tha thiết. Thì bây giờ đó là nếu mà nói tới mà núi xương sông máu thì cái này là cũng giặc giả chiến tranh nó tới nè, khắp cái là thế giới chiến này. Mà Đức Thầy cũng chưa biết rồi, cái chịu đánh rồi thì khắp thế giới à, cửa nhà gần là tan nát hết á, cùng xóm làng thứ thức quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt, thấy không? Nghĩa là lập đời trở lại đó. Vì thì hôm nay chúng ta ở miền Tây đó, mà chúng ta được có cái gốc đạo, được có Phật ra đời để rồi chỉ hướng cho mình làm hiền đó. Nếu quý vị thuyết coi, bây giờ nếu mình làm hiền mình tu đó có hưởng không? Hưởng, em còn nếu làm ác bây giờ khổ. Nó dồn dập nó tới cho nó làm mình hoài. Cho nên thầy bị khuyên can mình để mình ở cho mình tu. Cảm sầu, mong ai chia sẻ. Thì Đức Thầy nói cái xương đường đó, thì cái xương năm nay đó thì có thể nói thì Đức Thầy đã chỉ nó giống như nó hết cái giai đoạn, nó hết cái chu kỳ của cái năm mèo. Mà Đức Thầy giới thiệu gì cái xương này giống như mình ăn chỉ nó gượng mà thôi, đang người gác vô cái năm thìn là nó khổ dữ lắm rồi, phải không? Bây giờ Đức Thầy nói ngay cái năm thìn này là dữ dội, nó mà đọc lên nó ba cái chỗ mèo mà thôi, mà đâu cái mèo đã hết rồng bay dơ dẫn khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau. Bà con mình tính không, nếu mà khắp hoàn cầu này nó giống như nó nghịch rồi thì giống như là ai cũng muốn quýt lộn mà trơn rồi, còn gì nữa mà tính ăn tết nữa, thấy không? Thì cũng như cái giai đoạn nó gác vô cái con giáp này cũng vậy, thì ăn tết cái năm đó năm tí đó, thấy không? Thì nghĩa là sửa sẵn ăn tết mà ai về tối đêm đó cái rồi ông mưa đá rồi lốc xoáy nhà sập ở trơn rồi, hỏi lo mình đi trốn không kịp nữa là ăn gì, thấy không? Nà, thì ra như vậy là ông nói cái sưng này coi chừng sưng gượng của buổi loạn ly,
mà Đức Thầy chỉ biết là thấy đời chứ không nói gì nữa đó. Ly loạn bất an khắp trong các nước đã theo nhộn nhàng đạo binh lên, thì nước nào bây giờ cũng chuẩn bị là nghĩa là đang mà giặc giả chiến tranh. Nói cho nên Đức Thầy mới giới thiệu vậy, thì bà con nào tin thì ráng về mà lo tu cho nó kịp nha. Với cái thời gian sắp tới đây, chứ đây tới mà hết cái là năm nay nó còn đọc bao lâu nữa đâu, kể như tháng nữa đi nó tới rồi, mà bây giờ mình đã thấy hết rồi đó, mình thấy rõ coi nó khổ hay không. Bây giờ bà con mình đi mà ăn nó không được, mà nào giờ thì gửi tiền về chuẩn bị sắm vàng rồi không gì kêu mà đó, mua đồ ai về năm nay lại là thôi gửi cái chuyến đau buồn gì về không. Bây giờ con năm nay mà ăn không được gì trơn, được còn đòi hỏi có người bây giờ đó là gửi tiền mua vé máy bay về nước nữa, khổ nó là vậy. Cho nên từ chỗ đó, đó thì cái năm Mão này đó nó gác qua cái năm Thìn này, nó mấy cái giai đoạn của Đức Thầy giới thiệu là khổ lắm đó. Vì nghe là Mão đã hết rồi thì rồng bay dơ dẫn rồi đó, thì nghe là khắp hoàn cầu này nó là sẽ nghịch nghe lẫn cùng nhau, nó nghịch ra nghịch rồi là chuẩn bị đánh với nhau khổ đó. Thì mèo kêu ba tánh lao sao đến chừng rồng rắn nghe không là máu đào chính ghê, thì giờ hay là tới con rắn con rồng này đó thì thôi xỉu dậu. Cho nên là tới năm rồng này đó là nó xảy ra cái chuyện là ác chiến sắp tới, mà trang trình chuyện sắm mới là năm rồng rắn, rồi còn phải ngựa dê nữa là chúng sanh thế giới thầy phật đó. Cho nên từ cái chỗ đó mà hôm nay Đức Thầy đã cân nhắc để rồi dặn dò, để rồi nó là kêu gọi là bà con của chúng ta khác nơi chỉ còn cách là lo tu nó cho nó kịp với cái thời gian sắp tới đây mà thôi, chứ còn nếu chúng ta không tu thì phước chúng ta không có, thì cái quả nó sẽ đến. Thì bây giờ bà con mình thấy Đức Thầy nói cái gì cũng gọn nhẹ không à, từ là làm ăn lớn rồi từ là làm ăn nhỏ thấy không, thì cái gì nó sẽ xảy ra thấy không, vì cái quả nó tới, cái gì là nhân nào quả đấy, như là lực nhân quả thật là câu diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Thì cái thời kỳ trả quả nè, âm mi biết bao đời xưa quả báo thì chày, đời nay quả báo một viên nhãn tiền. Thì tôi với bà con á là đồng đạo mình đó, mà ở xa hay là ở gần trong tỉnh ngoài tỉnh, thì quý vị nghe được cái clip này thì quý vị thấy coi nó có đúng hay không. Mà bây giờ tại sao nó lên YouTube em quay lên rồi nó nói làm như là nó thông đạt hiểu hết trơn là cái việc kinh nghe không, là quả địa cầu thì thế nào là sao nó hết, thì quý vị thấy coi có ai bằng nói hay không. Mà nó mới có 4 tuổi à, thì quý vị thấy coi là phải trời phạt nghe không, là biến chuyển cho nó xuống là tại cái đất nước Việt Nam để nói lên cho bà con nắm bắt để rồi nghe để tu đó. Rồi bây giờ thì là thấy rõ ràng những gì mà chứng minh thì giáo lý của Đức Thầy thì đã nói trước, mà bây giờ nói tới đâu thì nó đã có tới đó. Trong cái giai đoạn này là đồng đạo này, mấy đồng đạo này bình luận mà hỏi câu này cái là nó ăn luôn 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 tới là cái năm Thìn này, rồi tới cái năm là mà nghe là tỵ này là con rắn Thìn tỵ ngọ mùi nghe không. Thì là cái giai đoạn này thì quý vị biết rồi đó nghe không, nghĩa là con rồng mới nửa gút nanh thì trong bá tánh nghĩa là thất thanh hay không, thì cái chuyện này nó sẽ xảy ra cái diễn biến này dữ dội rồi đó. Bà con mình nên nắm bắt ngang để là tu cho nó kẹp ngang, chứ còn tới nữa đó là khi mà hết năm Thìn rồi tới con rắn là nó núp dưới hang nó coi ngựa chạy. Bây giờ con khỉ nó ngồi trên ngọn núi ngúa gà bay không chỉ ở ngoài, nó đông tây trộn rộng nghĩa là trời che sát nam bắc ê hề đất trở thay nó thấy không, thì quý vị thấy coi còn gì nữa. Còn ông ba thì ông cũng nói rõ cho mình biết luôn, ông ba đó ông màu thêm nữa thì ông nói là nhân vật 10 phần hao 7-8 thì còn gì nữa bà con, còn gì nữa đâu bà con, ham mà mần cho có tiền nhiều thôi nghe lời Đức Thầy đi nghe không, vừa no rồi đủ ấm nghe không, nên là đèo bồng làm chi. Em mần tiền nhiều quá rồi bây giờ gặp cảnh khó khổ rồi đó. Cái này là tôi nói theo cái gia đình tôi thôi, chứ sự thật mà hồi lúc có tiền tí mà không có chịu tu đó bị cái cánh sạch tăng, bị cánh sạch tăng nghe không. Thành ra bây giờ đó trở lại phải hiểu giáo lý của Đức Thầy, với năm nay bao nhiêu năm rồi mà giờ nó sẽ chuyện ra nó sẽ có bài tắc. Hẳn nhất là bây giờ hôm nay mới có
gần hết cái năm Mèo rồi mà tới Thìn tới đây gặp khó rồi đó, rồi tới Tỵ, thấy không? Mà ông đã nói trước rắn à, núp dưới hang coi người này chạy rồi, nhưng được khiến ngồi ngón gà bay, nhưng rồi đông tây trộn rộn trời che sát nam bắc ai hề đất chưa thay thì cái này chết chữ rồi đó. Cho nên dạ ông hay có câu là lông dĩ xà đầu khỏi chiến tranh, đó là đúng không hay? Chính xác. Dạ. À, lông dĩ xà đầu rồi thì gác cái năm Thìn này là nó phải đánh, mà Đức Thầy nó trắng luôn còn gì nữa. Con Mèo này nó lưu thì rồng tới nè, bay dơ dẫn nè. Nếu ông nói cái này là chính xác còn khỏi bàn, phải không? Là rắn núp dưới hang coi ngựa chạy, nên ông nói chính xác không à. Vậy thì con rồng này đó thì ông có biết cái giai đoạn đầu tiên đây là Mèo lưu rồng tới bay dơ dẫn thì thế giới chiến tranh nổ cái bùng. Bà con nên nhớ rằng rắn nha, mà ăn cho tối cũng coi xem đài rồi xem kinh của Đức Thầy. Bây giờ Đức Thầy nó rút trong các lời các kinh thì Đức Thầy viết đây là kinh, mà lại là có sắc lệnh của Phật A Di Đà và sắc lệnh của là Phật Thích Ca và cái chiếu chỉ của Ngọc Hoàng thì ông nói là không dư, phải không? Không thiếu. Chứ không phải quý vị nghe đây rồi quý vị không có tìm hiểu để lo hành đạo, đó mà lo tu à, nó mới kịp chứ không phải rồi nó sợ chết thì không tu gì ra cũng không được đó. Nên là phải lo tu rồi lo mằng ăn, nó chứ là Phật mới độ mình được, mình mới giữ tiền được, thành ra là mình mới cứu người được, mới độ người được, thì mình nói ta nghe là ta mới tin tưởng được. Chứ còn bằng không mấy ông cứ nói đời tới này kinh hoa hoài mà không mặn gì ta mặn như rồi có tiền giấu giấu hoài ra cũng không được đó. Nên ra hôm nay đó là cái giai đoạn này là nguy hiểm vô cùng. Bởi vì là Đức Thầy đó cho biết trạng tình mà truyền sáng có mấy lời là năm rồng rắn ngựa dê trong 4 năm giai đoạn giữa này, mà giờ này đó giờ không có, mà tới con giáp này nó sẽ có. Mà nó có là như vậy là mình thấy coi là trong 4 năm đầu nó đã có rồi, thì tới cái 4 cái năm giữa này nó là nó sẽ có nữa. Nó quý vị tin không? Bà con mình tin không? Phải không? Nếu tin thì cứ lo làm hèn tu mà hưởng à, hưởng của mình được. Chứ còn tiền là quý vị giấu không được, cất có đâu không được đó, mà nó nguy hiểm. Thì quý vị thấy vừa rồi đó, bảo vàng nó cũng phải bay, tiền nó phải bay, nhà nó phải bay mất hết tay. Nếu rồi động đất sóng thần gì nấu lên rồi đoạn lát cũng tiêu hết tay. Nói gì thì bây giờ đó, hôm nay đó là bà con các nơi đều mấy bữa đài cái chuyện lạ, cũng như ở Nhật Bản bị như là động đất, thấy không? Đó, rồi bây giờ em bé nghĩa là Trường Lam đó bây giờ cũng lên tư bút nói về cái chuyện đó hết sức là thông đạt, thấy không? Hết sức là thông suốt. Thì quý vị thấy coi làm như là trời sai người xuống để dẫn dắt cho mình thấy gì để mà lo tu, mà nó ăn với cái giáo lý của Đức Thầy cho nó kịp với cái thời gian là sắp là tới đây nó diễn biến mà. Thì bây giờ nó qua rồi như vậy là 4 năm, nên mà còn con tháng mấy nó hết cái chu kỳ này rồi. Mà nếu không tu coi chừng đó, nó chưa tới hết năm nay nó mình cũng chết rồi, nó đau gì đó phải không? Thì ráng tu để cho có cái điểm, có cái điểm nào mà ấn chứng Đức Thầy là ấn chứng cho mình, như mình mua cái vé vậy đó, mua vé là mình vô cửa. Chứ còn mà mình không mua vé đang là mình vô coi cái tuần hát này không được. Thì bà con về Việt Nam coi, về trong cái đạo Hòa Hảo coi, rồi nhìn kỹ lên coi trong 4 con thẻ này coi nó có y gì không. Bây giờ 4 con thẻ này đâu quý vị biết coi đó, bà con bây giờ là sửa sang lại là hết sức là trang nghiêm, hết sức là tốt đẹp. Nha, bây giờ vô tới đâu là ông thẻ nào cũng vậy, chúng vô có chỗ có năng. Thành ra đó là hôm nay anh em cũng như đồng đạo rồi đưa lên trong cái ngày mà là lễ kỷ niệm đản sinh của Đức Thầy đó, thì hỏi cái câu này thì Hai Dũng cũng chia sẻ với quý vị để rồi coi lên để rồi nắm bắt chuyện này là có sự thật chứ không có dư mà không có thiếu. Thì nghĩa là cái đoạn mà hồi nãy hỏi là Mèo lưu rồng tới bây giờ dẫn đó là thế giới chiến tranh nổ, đó là khắp bùng. Thế này là Đức Thầy nói là quý vị tin là có đi. Ai ơi đừng nói tôi khùng, 30 tháng chạp vợ mùng ngủ vô, tháng giêng mắm muối mằn khô, tháng tư chú sáu là rước cô về chùa. Thì đó, đây là tôi lộ cái ngày 30 Tết là thầy đã nói đó. Đêm nay mới cũ hiệp hai đàn, đây là lời của thầy là đêm 30 nha. Anh em huynh đệ nghe cho kỹ, đêm nay mới cũ hiệp hai đàn, sinh nhật lễ này tại thế gian, mèo rồng, anh em nghe cho kỹ chưa? Mèo rồng cao thấp chơi cùng giỡn, đông hạ xưng sang khắp địa hoàng.
bóng trăng vắng mặt tối tối hoài, 2 giờ hiệp mặt 2 giờ 2, một đêm mới cũ cùng nhau gặp là tất nhiên ngày 30, tức là còn cũ, bước qua ngày mùng 1 là gặp nhau đó. Anh em gắng nghe kỹ những lời của thầy nói nha. Một đêm mới cũ cùng nhau gặp, tức cảnh đi văn nhã một bài. Một bài từ cũ mới ngày mai, tiếng pháo xa xa dẫn đốt hoài. Dân ta nghèo túng về đạo đức, chơi giỡn đua bơi bởi tối ngày. Một lúc lâu lâu một tiếng đùng, đúng giờ nghe anh em, đúng giờ cũng rước ông bà chung. Từ bi hai chữ ta ngồi tưởng, không có xu mua đốt miệng hầm. Thì bây giờ đúng giờ là sao, không đúng giờ là sao? Thì đây những cái lời của Đức Phật Thiên Tôn Di Lặc nói đây. Đêm 30 không trăng gõ thấy, tiếng sấm trần khởi dậy long hoa. Chuột trở về gặp gắn thiết tha, ngựa ngặn cổ dê la khóc mướt. Khỉ thon giòn tưng bừng đất nước, gà ó o ba tiếng sấm thần. Chó ăn bài đài ngọc cát lăng, heo đúng tạ long văn khai mở. Chuột trở về thái bình muôn thở, châu vui mừng là thượng cổ lâu nay. Anh em huynh đệ ơi, gắn cho nó kịp cái giàu rồi cái năm thìn này nha. Năm nay là năm Quý Mão nè, Quý Mão hạn chót nghe con, giáp thìn là lúc con ơi muộn rồi đó. Ta thời lộ đến đó thôi, tu thời hưởng phước không thời ra ma. Quý Mão là bãi ta ma, dùi sâu kẻ ác mà dùi người không tin đó. Bây giờ người nào không tin thì gắn mà chịu. Đây chú Hai cũng nói lại cho mấy cháu hỏi tiếp đi. Dạ thì kính thưa ông Hai, thì những cái cơ diễn biến á, là bước đầu vô cái năm thìn này là thầy cho biết là mèo lui gồng tới ba giờ giảng này, đúng không ông? Thì bây giờ nó rõ ràng hết trơn rồi. Nó khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng các chiêu nay, tận diệt lập đời trở lại. Khắp lơi thứ biến di thương ngải, dùng phép màu để lập lại thượng nguyên. Diệt thiên cơ khùng tỏ hết trơn, cho trần hạ tường nơi diệu lý mà thầy tỏ hết rồi trong cuốn Thi Văn Giáo Lý đó. Đây đầu năm đây, đầu năm tục lệ gọi ngày mùng, tiếng pháo đốt hoài cũng thấy chung. Xóm trên xóm dưới cùng nhau đốt nè, khúc giữa phần ta mãi nghe hùng. Nghe hùng lỗ nhĩ cũng lùng tung, ngày một kiếp sinh mới vô cùng mèo lui. Nghe kỹ chưa, mèo lui là hết cái mèo đó. Mèo lui gồng tới ba giờ dẫn thế giới chiến tranh nổ khắp bùng. Nó rõ ràng chưa? Anh em huynh đệ chúng ta phải gắng nghe rõ những lời thầy dạy. Đây là lời Phật thiết, tôi xin nhắc lại thôi. Đó, mùng 1 năm nay rõ thiệt thình, thấy chưa? Hẹn cùng non nước dẫn đinh đinh, cố chí tấm lòng gìn đạo đức. Mặt tình bỏ tánh chẳng thèm tin. Nó mình chỉ nhắc lại mà anh em huynh đệ cũng không tin. Để không tin đây rồi khổ. Nam Hải Quan Âm lấy thịnh bình, cầm nhành dương liễu gãi tà tinh. Quyết lòng độ tặng trong sanh chúng, ai ghét ai ưa cũng mặc tình. Đó, cho nên sưng sang ảm đạm, thấy chưa, là bước qua sưng á. Sưng sang ảm đạm ánh dương mờ, thời quyết một lòng chẳng bỏ ngơ. Có sông có núi cùng cây cỏ, độ tặng chúng sanh khỏi dại khờ. Lòng ta gặp cảnh rối tơ giò, gan ruột phổi phèo một bụng to. Lo hoài lo mãi không sao xiết, tiên cảnh chúa tôi vẫn hẹn hò. Hò hẹn Phật tiên hiệp một ngày thế giới khỏi bi ai. Trung ương tam cõi đều hòa mặt, ta mới thảnh thơi chở gót hài. Gót hài muốn chở phải làm sao, đạo đức thâm sâu hãy bước vào. Sớm chiều lo liệu rèn tâm trí, niệm tưởng Di Đà thỏ ước ao. Đó, thế bây giờ chú Hai nhắc cho hai cháu nghe nó rõ ràng không? Nó quá rõ ràng rồi. Đó, ngày cái mùng 1 năm thìn đó. Thì bây giờ đây cháu hỏi gì chú nói tiếp. Dạ, vậy là cái dịch bệnh này nó có chấm dứt không không? Hay sao bây giờ con thấy là ở ngoài miền Trung, miền Bắc phải nhiều cái bệnh lạ xuất hiện quá không? Đó, bây giờ hôm ngày đại kêu ở ngoài miền Bắc mình đó, 1.800 ca một ngày đó, ở miền Bắc đó, bệnh F0 đó. Bây giờ Trung Quốc thì xếp hàng thiêu như mọi năm đó, bởi vì đâu có ai tin những lời của Phật nói, bây giờ lộ ra rồi. Bây giờ đó, chúng sanh bây giờ đã dướng bệnh trời rồi, nay đến ngày thiên định của cha rồi, cả thế giới phải khóc la đền tội. Nó đúng giờ của Phật rồi.
từ năm Tý tới giờ chứ không phải là năm nay đâu. Nó hội Tý Sủ khai thiên tịch địa, hội là mở hội, Tý là chuột, Sủ là châu, thiên là trời, tịch là chết, địa là đất. Trong hai năm vừa rồi đó quý vị anh em đồng đạo có thấy trước mặt mình chưa, ràng ràng chứ còn đâu nữa, đúng không? Rồi năm nay là tới cái năm dần, là bắt đầu đến năm dần hoàn cầu thay đổi, rõ ràng không? Hoàn cầu trái đất chuyển xây gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn. Ngày nay đạo đức chẳng mà, ngày sau dẫu có thì ngàn có mua. Biển sông lặn lội hơn thua, tự thân tạo lấy mà mua cái sầu. Tới năm dần là hoàn cầu thay đổi, chỗ thì sụp tắt sống thần đó. Sari với Thổ Diệt Kỳ đó, đưa xuống cái một, cái năm 70.000 người ra đi, không một lời từ giả. Anh em thấy chưa? Rồi lũ lụt các thứ chỗ mọi nơi đó, chết mà lấy mùng mút lên luôn đó. Bước vào cái năm mèo này, thấy mà khủng khiếp luôn. Mà bây giờ bước qua cái đầu xuân này nó nhiều lắm nha. Nó nhiều cảnh đoạn trường lắm. Thiên đầu xuân chiếu ra tới dạng cảnh lần. Cơ tái tạo vận chuyển quyền hành, thay đổi đời, thay hết nhân sanh luôn. Thay nhân vật mà đổi đời thánh đức đó. Gắng anh em huynh đệ, thời gian nó gấp rút lắm rồi. Vào cái năm thìn nè, 1 tỷ phần ngàn luôn, ráng đi anh em, thời gian nó không còn nữa rồi. Tôi thương anh em dữ lắm, thương quá sức, ta bệnh vĩnh quyết độ đời cho đến trung thân mà. Tôi nhắc hoài cho anh em để hiểu được cái cơ trời đó, với cơ của thầy đó, đặng mình gắng tu hành hiền lương, đặng mình trở về để mình lập hội Long Hoa Thượng Quan Thánh Đức để có mặt anh em chúng ta đây. Dạ, đây anh em huynh đệ cùng đồng đạo nghe tiếp nghe, tối ngày mùng 1 để tôi đọc trong cuốn Thi Văn Giáo Lý cho anh em huynh đệ nghe. Nhưng rồi ơn trên gãi đạo màu, thương đời chỉ vẽ nẻo câu sâu, khai rừng kinh kệ câu quyền bí, để cứu nhân sanh khỏi thảm sầu. Hương đăng nghi ngút lễ vọng cầu, cảm lòng mở tánh nguyện từ câu, chí quyết một lòng ta độ tặng, dẫn chúng lánh xa cảnh mộng sầu. Giữ nguyện đinh ninh tiếng tạc thù, làm lành đâu phải tốn tiền xu, mà sao lại được về tiếng cảnh, thêm thoát ngục mê chốn diêm phù. Nói anh em thấy ngon lành không? Mình làm lành làm hiền đâu có tốn đồng bạc đồng xu nào đâu, mà sau khi này mình sống đời thượng quan thánh đức đó, là tới 10.000 năm luôn đó anh em. Gắng cố lên anh em ơi, diêm phù chơn chúa chọn người tu, hành phạt ác khung chốn cửa tù, tiếp nghinh những kẻ lòng nhân đức nha anh em. Là tất nhiên á, những người nào hiền đức á đó, sau khi này á thì có Phật có thánh có thần đó, người ta kẻ đưa người rước á. Hỡi bới dương trần hãy gắng tu, bởi vì tu thật tâm thoát ngày quy biến á, tu dối lòng là không chỗ thoát thân, thật tâm tu là có thánh thần ngài kết cuộc hộ trì đưa đón anh em hết á. Gắng lên nghe anh em, gắng tu dẹt phá đạo lưu bù, thấy chúng đời này lạc chữ tu, sớm tỉnh kệ kinh tìm hiểu lý. Phải tìm một cái lý nghe anh em, phải hiệp với nhau để mình tìm cái lý mới được. Một ngày hội hiệp hết mờ lu nghe, mờ lu được sáng gắn quá cù, hiệp mặt phân trần nổi ám u, tới thầy tôi chúa cùng nhau gặp, khắp hết thế gian thoát chốn tù. Nó anh em thấy rõ ràng chưa? Thầy cũng mong mòn mỏi cho anh em được gặp thầy trong cái kỳ hạ nguyên mặt kiếp này, vào năm thìn này nè. Gắng lên anh em huynh đệ ơi, chốn tù vốn thiệt cõi ta bà, tiên cảnh được về mới lánh xa, chúng sanh chìm đắm trong dòng khổ, khuyến dạy lời dưng rồi sắc ngọc tòa. Ngọc tòa Phật tổ nấy sai ta, xuống cứu thế gian nẻo dạy tà, hiệp sức tới thầy truyền diệu pháp, cho đời thấu tỏ đạo ma ha. Ma ha thòn nhỏ dọn gòi đá, bước xuống đi qua bến giác mà, sao hỡi còn trời ta ghéo mãi, dân tình xem dạng cứ ngâm nga. Ngâm nga diệt khổ tới bên à, bổn phận tu hiền phải lánh xa, biết đạo tùy thời mau tránh khổ, chờ chớ đừng thi thố những tài ba. Tài ba phê sức uổng thấy mà, nhật
dạ yêu đài dụng phiến ca, tỉnh thức nhân dân đang mờ ám, nên làm thi phú đặng ngâm nga. Ráng anh em huynh đệ ơi, thời kỳ nó hết rồi đó, cho nên anh em chúng ta phải ráng, chỉ còn có một kiếp này thôi. Nó rất là mong manh luôn đó anh em, nó gần gũi quá rồi. Từ đây tới năm thìn thì bước qua năm thìn thì nó sát một bên rồi đó. Thì nãy giờ tôi đọc nãy giờ thì anh em đã hiểu vào năm thìn này rồi. Thì đó, bây giờ chỉ còn có một kiếp đại xá này. Đó, thời mạt pháp là kỳ đại xá, lực tu hành chẳng khó như xưa. Tại gia niệm Phật sớm trưa đó, cũng là được Phật đến đưa để đón về. Người sẽ có liên quê đỡ gót, còn lại thêm lộng phép che thân. Lần này là dịp thoát trần, không tu thì còn chẳng còn lần nào tu, không còn lần nào hết. Thì bây giờ anh em chúng ta phải hiệp với nhau, nó phải truyền bá với nhau, nó tầm sức nhỏ còn làm nên kén. Người không lo có thẹn hay chăng, cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo. Nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau mà truyền bá kinh lành, nói cho đời hiểu rõ tinh danh công đức Phật mà từ bi vô lượng. Thấy không anh em? Cho nên con tầm nó làm được, mình phải làm được. Mình phải gán làm hiền, cứu lương hiền chẳng cứu người hung. Kẻ gian ác thì đến sau tiêu diệt, kẻ tài gian sẽ bị lửa thiêu. Người hiền đức thì sống đời thượng khổ đó anh em. Cho nên mình gán hy sinh một cái mạng mình đi, để mình tu, mình cứu vớt được tất cả ông bà mình lên đó. Tu một thở là cứu thân vĩnh kiếp, độ được mình còn vớt mẹ cha đó. Thuyền to một chiếc sóng ra, tất nhiên chở hết là cả nhà xuống đi đó. Anh em huynh đệ tỷ muội nghe cho rõ ha, rồi để gán mà tu đi. Chỉ có hai chữ làm hiền thôi. Lòng hiền phải giữ dạng sớm chiều đó. Xem kinh niệm Phật mỹ miều mặt ai. Thì cái điều nào chân chánh thật thà thì anh em cứ làm. Nghe lời thầy dạy đi. Thầy nhắc sao tôi nhắc cái gian lại cho anh em nghe đó. Làm chân chánh là tiên, là Phật. Làm gian ác là quỷ, là ma. Chứ cái nào chân chánh hiền lành thì anh em chúng ta làm. Còn cái điều nào gian ác thì mình đừng làm nữa. Anh em huynh đệ ơi, gắng nghe tôi kỹ nha anh em huynh đệ. Ông ba đây là lời ông ba nói á. Cho nên bây giờ là nói về vụ ba tiếng sấm bên ông ba nói đó. Bây giờ như thể chim bao tam thinh là ba tiếng đấy anh em. Tam thinh thấy biển là dàm nâu gọng phình. Mà trong khi nổ ba tiếng sấm này mà là ba đêm phải diệt trước á. Diệt tất cả những người hung ác nha anh em huynh đệ. Đó, âm thinh gao khắp thinh không, ba đêm diệt trước mênh mông đi cứu người. Núi tan đất sụp bới người, di sơn mà đảo hải thương người không tin. Đó anh em nghe không? Đó, đây là tôi nhắc những lời của Phật nói thôi. Nó cho nên nó tam thinh thay đổi người vô số, người tặng thế đại điền đức cố tái lai luôn. Là ông cố Nguyễn á, trở về lập đời thương quân thánh đức luôn đó anh em. Gắng cố lên nha, cho nó kịp vào cái năm thìn. Trong cái mấy năm này là khổ lắm đó. 5 năm mình, cái người mà không tu phải chịu khổ 5 năm 6 tháng long đông. Thương trong thiên hạ mắc dòng gian nan. Kẻ thời kiếm mẹ là con. Đó, người thời ruộng trâu đã hết mà chẳng còn món chi. Cửa nhà tan nát gì thì đất bằng mà sắm dậy còn gì trời ơi đó. Ông Phật, ông Thánh đang nói đó. Các anh em huynh đệ ơi. Cho nên bây giờ anh em chúng ta phải chịu một cái tiếng sấm này trước nè. Ai ai bền chí ở đời. Ông sư Giải Bán Khoai nói đó. Chừng nghe sấm đất thì cửa trời mới ra. Một tiếng sấm đất này nó thay đổi nó địa cầu đó. Bây giờ gắn lên để mà cho nó kịp cái thời gian gấp rút đi. Đó, cho nên Phật nói đây, chừng nghe một tiếng âm thanh. Lạ quê, lạ cảnh, bình minh lạ người. Lạ giọng nói, lạ tiếng cười. Mặt mày ngơ ngáo như người cuồng phu. Đó, bây giờ anh em chúng ta phải gắng tu cho nó kịp cái vào cái cuối năm mẹo này, là bước đầu năm thìn đó. Tại vì thầy ông nói là mùng 1 năm nay gõ thiệt thình rồi. Thì bây giờ nó đúng rõ ràng rồi. Đó, còn nghĩa là không có còn thời gian nữa đâu mà anh em chúng ta để mà tranh đua hay là tranh luận gì về cái vào mà cái cảnh khổ tới bên. Đó, thầy có nói mùng 1 năm nay gõ thiệt thình, hẹn cùng non nước dẫn đinh đinh đó. Cố chí tấm lòng nhìn đạo đức, mặt tình bá tánh mà chẳng thèm tin. Đó, thì bây giờ nó năm nay nó gõ vàng vào cái mùng 1 năm thìn rồi đó. Cho nên đêm nay mới cũ nè, hiệp hai đàn đó, sinh nhật lễ này tại thế gian, mèo gồng
cao thấp chơi cùng giỡn mà đông hạ xương sang khắp địa hoàng đó. Thì tôi nhắc hai cái đoạn này thì anh em sẽ biết vào cái năm thìn đầu năm đó. Cho nên tất cả chúng ta phải gắng cố lên, vì trong cái thỉnh thời kỳ hạn quân mặt kiếp này, nó như tôi có nói qua một số việc cho bé cháu Tường Lam, nó hiện giờ trên mạng anh em huynh đệ đồng đạo cũng coi rất là nhiều đó, vì cháu tôi cũng nói nhắc qua để cho anh em huynh đệ sai rằng để hiểu rõ biết nó. Tôi khuyên rằng ai mà người nào đứng ra mà hỏi cháu để coi tuổi này tuổi nọ đó, để phán đoán mà để cho cháu biết cái tuổi mà sanh tử đó, nên đừng hỏi cháu nữa, tại vì cháu nó còn nhỏ, đừng làm giết rồi tội nghiệp cho cháu, để cho cháu tự nhiên đó, để cho cháu đọc kinh sách giảng đó, để cho anh em huynh đệ đồng đạo những người chưa tu thì ta tu, còn anh em nào có hỏi gì qua vụ đó đó thì cho tôi xin đừng hỏi cháu nữa. Để tại cháu kiếp trước cháu cũng đã có tu rồi, cho nên kiếp này cháu đáo lai trở lại cháu tu nó, để cho nó tròn vẹn trong cái thời hạn quân mà kiếp này. Đặng mà cháu cho đặng mà cháu trở về đi dự hội Long Hoa Thượng Quân Thánh Đức, tuy là cháu cháu tuổi nhỏ mà cái xác của cháu ngày xưa lớn cháu không, người ta thay đổi mà, cho nên anh em chúng ta đừng nên hỏi mấy vụ đó nữa, bỏ đi, bỏ, đừng hỏi mà sống được bao nhiêu tuổi thọ, đừng sống nữa, tại vì đây tới năm thìn thì cái cơ trời đã lộ ra rồi anh em, mà kêu cháu hỏi như vậy thì cháu nói sai sao, tội nghiệp cho cháu, nghe không, tôi chỉ nói vậy thôi. Khải trương rồi, kế mùng 3 nhiều cảnh đoạn trường, kế mùng 4 chìm xuồng biển cả, mừng ông bà con cháu chạy đi rồi còn gì nữa đó. Dạ thưa ông, sao mà chỗ khác thầy mà nói là trung ương gồng lộn ê hề thay phơi không, và trung ương là ở đâu mà thay phơi là ở đâu không? Nước Việt Nam nhằm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế. Thì thay phơi thì thương ba năm, không chợ nhóm chiều, nhà không người ở niệm nhiều Nam Mô đó. Thay không lấp mà để phơi khô, nước không uống mà Nam Mô đâu nào. Thì tháng 7 mới đá nổ ầm, bước qua tháng 8 thay mới nằm lằn khang. Thay mới phơi. Vậy là chết khắp mọi nơi chứ không phải chết ngay trong cái vùng Thác Sơn mà ha. Toàn thế giới luôn, năm châu mà. Khắp thế giới đâu đâu cũng có mà, chứ đâu phải riêng biệt phải nước nào. Dạ thì chỗ khác thầy nói là qua lộ dân giáo máu tràn thành sông, mà chỗ đó có chết không mà máu chứ. Trời ơi. Qua liền năm nước chặt đàn. Qua lộ dân giáo máu tràn thành sông. Đổi nhật mới đổi nguyệt, đổi phong, đổi năm, đổi tháng, đổi trong ngày giờ. Thấy không? Rồi bây giờ đi thì giờ vắng chờ đợi đi. Rồi coi cái đêm 30 sáng mùng 1 coi cái vụ gì đây. Tại vì thầy mình nói nè, mình nhắc ở trong kinh sách, chứ mình nói tầm bậy bạ người ta nghe, người ta hỏi rồi biết đâu mình trả lời đúng không? Thì cái ngày thầy nói đó, đêm nay mới cũ hiệp hai đàn đó, sinh nhật lễ này tại thế gian đó, mèo lui gồng tới nè, là bay dơ dẫn thế giới chiến tranh nổ khắp bùng rồi. Thì giờ anh em mình cứ chờ tới cái ngày mùng 1 vào năm mèo này nè, 30 tháng chạp nè, coi cái vụ gì đây, phải không? Người cháu nói gì? Nếu mà diễn biến vậy đó, bây giờ mình mới phát tâm tu nó kịp không? Kịp. Thì giờ mình cứ ăn hiền, ai mà biết sớm ăn năn, hoài đầu hướng thiện thì toàn tăng giúp giùm. Thì Phật với thầy đâu bỏ người nào đâu. Sợ mà người tu mà sai mà không biết sửa đó, cái đó là Phật không cứu thôi. Còn sai mà sửa thì Phật cứu hết trơn. Dù tiên phàm ma quỷ hay là súc sanh, nếu nhất tâm mà tín nguyện phục hành, được cứu cánh rồi, về nơi an dưỡng là gì? Hiện cái năm mèo này diễn biến nó nhiều cái chuyện lạ nó xảy ra vậy? Lạ từ năm Tý tới giờ là, chứ đâu phải năm mèo này đâu. Đúng không? Thì... từ năm Tý tới giờ diễn biến bệnh dịch nè, chiến tranh động đất nè, mà nước ngoài á nó nói khắp thế giới, Việt Nam mình mới sao chót, mà tới Việt Nam mình thì khỏi có nói chuyện nữa rồi, đúng không? Nó lạ quê lạ cảnh, là bình minh lạ ngừ hết rồi, còn đâu nữa mà nói. Bây giờ trời xem đi, trời coi tuần hát của Phật đi. Cái Tết này coi cái vụ gì đây, nó thì thầy nói đó.
Hiện bây giờ có một cái chuyện lạ là xuất hiện cô bé này nè, thông kinh pháp này không? Có phải là ai chuyển kiếp hay là xuống nhắc nhở cái mình cho mình tu hay sao không? Cô bé chị Lam đấy ha. Thì đó thì bây giờ thì chú cũng nói với cháu vậy đó, thì cháu ngày xưa cũng có cái duyên lành mà tu chưa có đủ thì về được Phật. Cho nên kiếp này cháu mới đáo lai trở lại. Tất nhiên là Phật Thánh Tiên cùng nhau xuống thế, là thầy mình có nói trong cuốn thi văn đó. Là bây giờ ta xuống để làm gì? Để như cái đứa bé 5 tuổi chưa biết là lo lắng gì hết trơn mà phải viết thông kinh giảng đó, như vậy đó, để cho chúng sanh nhìn theo đó mà để tu cho nó kịp thời. Cháu mới 5 tuổi thôi. Thì mình nhìn lại đi, con cháu mình 5 tuổi đâu, nó chẳng có biết gì đâu, đúng không? Mà mình nhìn đứa cháu này đi, thì mình gặp cháu vậy mình phải thương. Chứ đâu mình đâu có đem lòng mình ganh tị, mình ganh ghét nó đâu, đúng không? Dạ, cái này có phải là ba mẹ cháu dạy hay là cháu tự biết không? Theo ông nhận định thì theo như đó, một đứa 5 tuổi này cha mẹ dầu dạy đi cũng không hiểu tới nổi cái kinh đó nổi. Có khi người lớn đọc cũng năm chưa thuộc. Là cái bài chú hay là bài chú á? Dạ. Còn cái bài cúi kính dân hương thì nó dễ. Dạ. Còn cái bài chú á, có khi người đọc cả năm chưa biết chú gì nữa. Vậy là theo ông nhận định là bé này có tiền kiếp đã có tu không? Thì cháu nó đã có tu. Bây giờ cháu nó trở lại nó tu thêm. Cho nên nó lên đây là cháu cọc kinh thằng chú đó là cháu đọc quá ngon lành luôn. Sao không phải là bé trai mà là bé gái không? Trai gái thì cũng là con người. Hiện bây giờ mạng xã hội nó cả hàng triệu trái tim để mà khi mà bé xuất hiện. Hướng về nó đúng không? Biết nhiêu người ta xem. Tại vì ta thấy ngộ. Còn đó giờ một cháu bé như ý đúng không? Ở Việt Nam mình tại tỉnh An Giang. Thì nổi lên một thời gian thì bây giờ cháu đã lớn rồi. Cháu đã đi học rồi. Mà là cháu vẫn còn tu bình thường, hiền đức đó. Một đứa bé như ý hồi ngày xưa cháu cũng là thuyết pháp. Còn cái cháu Trường Lam này chưa có thuyết pháp, chỉ mới đọc kinh sách thôi. Cũng như một lớp nó từ qua vậy đó, để có một người để nó nối ngôi vậy đó cho Phật. Thì bé như ý ngày xưa biết như người ta xem. Cháu đọc cháu vừa giảng kinh hay rất là hay luôn. Ở tỉnh An Giang mình chứ đâu. Trường Lam này thì cháu nó mới nổi lên đây thôi. Nổi lên là tất nhiên là nhờ cũng để Độc Lạ Bình Dương quay lên để mình ta mới hiểu được, đúng không? Thì bây giờ anh em ai có biết thì đến đó thì cha mẹ của Trường Lam đó rồi xin quay 1-2-3 clip gì đó để cho anh em luôn để ta nghe. Rồi hỏi cha mẹ tặng tượng cho nó rõ. Nếu mà thiệt người tu ăn chay thì ta đâu dám nói gian, đúng không? Đã bưng chén cơm chay lên là tất nhiên người ta không dám nói gian rồi. Người biết đạo phải dình ngôn ngữ rồi. Nói với ai chứ có sai lời. Người ta đâu dám sai lời đâu. Trọng mẹ cha, kính nể Phật trời. Đừng nhiều tiếng nghênh ngang mang lỗi mà. Đánh ngay thẳng người ta không dời đổi. Dù tan xương nát thịt chẳng mạng. Thì người ta đâu dám nói sai đâu. Vậy đó. Nhà bên Đồng Tháp nữa. Nhà bé Trường Lam á. Nhà bên Đồng Tháp mình nè. Sao không biết? Sao không biết trời? Không có thể điện thoại tâm sự với ông. Không có số điện thoại. Mà điều nhà nó ở bên Đồng Tháp mình nè. Hai mẹ con á, với trời với bố đó. Vậy là nhà miền Tây mình ha. Nhà miền Tây mình ở Đồng Tháp mà. Thì sao? Đây bên Đồng Tháp cũng gần mà. Sao con nghe nói ở Bình Dương? Bình Dương là mướn nhà trọ ở ngoài. Đi làm gì ngoài á. Còn nhà là ở Đồng Tháp. Đây Đồng Tháp chạy từng 2 tiếng ngộ gì. Chạy vô giỏi 2 tiếng. Và 2 tiếng 3 tiếng. Dạ. Bé xuất hiện ngay chăng cái thời điểm mà Phật Pháp người ta không có còn tin nữa. Theo nghĩ như thế nào không? Đó là cũng cái nhiệm mộ. Thì người ta không tin thì tại người ta Phật Pháp thì phải tin chứ làm sao không tin. Lộ từ năm tí tới giờ mà nếu người nào không có tin thì người ta không có duyên. Từ năm tí tới nay là lộ cơ trời hết trơn. Cha mẹ chết, vợ chồng chết, con chết, rồi cháu chết á. Rồi là khắp thế trần này đó. Có lại gần được đâu, quái không chứ huynh. Rồi là khóc từ xa không có đâu có lại gần đâu. Đem đi thiêu bỏ hết trơn rồi. Chuột còn đây chưa thấy khổ đâu. Chừng đứt đít con trâu phá cổng đến chừng đó thấy phơi chồng đóng. Đời hạ quân chết hết còn đâu. Mà không ai tin thì gán chịu. Đúng rồi.
Dạ, người ta nói là chết là chuyện của thế giới, nó không có liên can tới Việt Nam hết trơn, đúng không? Sao đúng được, cái đó là nói liều. Ừ. Nói, thầy nói liều mà thầy với Phật đã nói là toàn cầu thế giới, chứ không phải nói riêng biệt nước Việt Nam mình. Ừ. Còn nhiều anh em người ta nói chưa có gì trơn để hòa bình, hòa bình cái gì, chưa chiến tranh chứ gì trơn, tam thế chiến chưa đâu ra thì chưa gì trơn. Ông Năm Chèo chưa nói vậy mà ông ăn xà chưa tới. Dạ, dạ thưa ông, thì nếu mà trên cái đất nước này tu mà hết, còn xảy ra cái nạn chiến tranh không ạ? Tam thế chiến còn xảy ra không? Còn chứ, nó bây giờ có rồi đó. Nga xuất đầu binh gây đại chiến Nhật Tàu chỗ mặt thì sấm chăng vậy. Ừ. Thì bây giờ nó qua tới Trung Đông là cái mẫu chuyện ngày xưa thầy nói đó. Nếu mà bắt nguồn từ Trung Đông nó quýnh thì bắt đầu là tới tam thế chiến thì bùng nổ. Thì tam thế chiến bùng nổ thì Trần gian hết đời. Là diễn biến đi tới luôn không? Đi tới luôn, thì đây là xuất quân lực Thìn Tị Ngọ. Ừ. 3 năm. Bước đầu năm Thìn rồi tới Tị Ngọ 3 năm. Là đi tới vô cảnh 3 năm không chờ nhóm chịu luôn đó. Dạ. Yeah. Ừ. Là quyết quân lực luôn, ai tin thì chờ đi, tới đầu Thìn đi biết liền đâu. Vui lắm. Ha. Không hết rồi. Ừ. Có cách nào mà mình làm cho thế giới nó hòa bình được không? Ủa ai vậy? Đó nói Phật trời nói chẳng sai lời, Long Hoa là hội Phật trời lập ra. Lập rồi cái hội Long Hoa đặng coi hiền đức được là bao nhiêu mà tại sao ông Phật ông nói mà làm sao mà hòa bình được. Nói ông nào đi làm hòa bình đi, kêu U Nga, Nga đứng lại đi, tôi lại ông nói luôn. Đó thầy ông cái tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu rồi, để chuyển lưng trái đất một bầu. Đặng lừa lọc mà con viên cháu Phật đang gì mà đành đoạn mà nói chuyện gì tôi không hiểu. Đúng rồi. Nếu mình làm nó hòa bình là sai lực nhân quả ha. Nhân quả đâu nữa. Đã ông Phật, ông cha mẹ đã đưa bút xuống rồi, tới thầy mình mà còn dừng tay chờ đợi lệnh thiên mà. Đức Ngọc Đế thì xử phân cho chúng, bây giờ từ ngày thầy đi năm 1907 tới nay rồi, bây giờ thì tới ngày lệnh của cha đúng giờ rồi, tiên cảnh thoát ly chuyện bá kỷ là đúng 100 tuổi đó. Ừ, thầy có ghi trơn mà trong bài lý lịch đó, Quỳnh Long tự thế gần sanh chúng, nó gần sanh chúng nữa. Bổn tánh hòa thôn hảo di đầu là ông ở thôn hòa hảo đó, tiên cảnh ổng là người tiên. Cảnh thoát ly truyền bá kỹ năng tầm Phật lý từ câu thì đúng 100 năm thôi, thì đúng 100 năm chừng nào mới đặng thánh thơi qua năm tức khởi Phật trời đỉnh quan đó. Thầy nói trong cuốn Thi Văn Giáo Lý thầy có dấu nào đâu. Yeah. Đây là chỉ tôi nhắc lại thôi, ai người tâm đạo hiểu thừa tới đâu, vừa qua năm tức khởi thì tới năm Tý đó, đầu năm Tý bắt đầu diễn biến tới nay là 4 năm nè, 3 năm tính tới không sai hội niên lập lại thượng lai lợi, thì từ năm Mèo này là tính tới năm Dậu 7 năm. Chừng nào dứt giặc 7 năm ông bà ăn Tết thì 1 năm chung vậy. Rồi chừng nào anh em huynh đệ khỏe đây, là nói với những người tu nghe, chứ người không tu chết khách quá trời rồi. Đó, bá gia như phá không chìa, tháng 4 năm tức giao chìa cho bá gia. Yên nơi, yên cửa, yên nhà, đố ai tranh nặng nước nhà Tây An. Rõ ràng không? Có đây là lời của Phật Sấm Truyền đó. Dạ. Có nhiều người ta nói là mình lên nói thiên cơ như là sai với thời điểm hiện tại, rồi sai với những cái gọi là cái chính sách của Việt Nam mình đó không? Gì thì có đúng không? Không có sai đâu. Ừ. Tại người ta không biết, người ta nói vậy. Nếu mà cái nào mà thầy không cho mình nói là thầy không bao giờ ghi trong sách vở. Ừ. Thầy ghi trong sách vở mà thầy mới đố cho mình luôn nè. Đố ai ta nói việc chi, ai mà hiểu đặng mới đáng ghi con trời. Thấy chưa? Ừ. Còn mới là tầm sức nhỏ còn làm nên cán. Người không lo có thẹn hay chăng, cả tiếng kêu cùng cấp chư tăng với tín nữ đúng không? Thiện nam mà Phật giáo nên cố gắng trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau nè, mà chuyện bá kinh lành nói cho đời hiểu rõ tinh danh, công đức Phật từ bi vô lượng. Đó, nếu mình nói như vậy là sai ý trời xong. Đó, lời ta nói như bài toán đố, ai gắn tầm thì đặng ngưỡng nhờ, gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiển giống chi dưỡng đấy. Ở đây mình nói làm gì nước ngoài nha. Đó, tôi hỏi mấy đệ đi. Phải không? Nhờ cái máy này được thông tin qua tới bển. Rồi mấy người bển ngày xưa ta làm ác, người ta quay đầu trở lại, người ta tu liền. Đó, ta bỏ cái dữ mà ta trở về lành. Người ta sống đời thượng quan thánh đức không? Rồi làm gì thầy không cho, đúng không? Yeah. Mình nói mình phải hiểu cái lý, cái lời của Phật, của thầy. Cái tuần hát của Phật đã lập rồi, bây giờ diễn biến mình đó.
nó đầy dãy chân đó. Chứ ở đâu nữa mà tuồng xưa kia đó sắp đặt đã lâu rồi, để chuyển xây cho đất một bầu mà ăn lừa lọc con tiên cháu Phật mà. Có người thì làm này, người thì xưng này, người xưng nọ, người thì nói này, người nói kia, đủ thứ hết trơn. Ừ. Người thì nói đi qua bên nước ngoài để làm hòa bình thế giới đồ. Có nghe nổi không? Nổi óc luôn á. Tôi không biết, bây giờ tôi nghe, tôi hết biết đường luôn á. Đó, thầy ông nói tới ngày tận diệt rồi mà làm sao hòa bình thế giới. Rồi người ta nói là đức thầy mình hiện tại đã về rồi, như vậy nó có đúng không? Ồ, cái đó ai nói tôi không dám nói. Tôi chưa thấy, tôi chưa dám nói. Cái chừng nào chết chôn kịp thầy về đó, thầy nói, thầy có nói đó. Mà bây giờ chưa chết chôn kịp mà bây giờ còn chết, còn thiêu, còn người đi đưa đi mà. Đúng không? Còn ví dụ mà đi không lại gần không được thì người ta cũng thiêu, người ta cũng đưa đi. Còn mà chết mà bỏ lăn một lóc á, vô cái cảnh mà 3 năm á không chợ nhóm chiều luôn á, nhà không người ở luôn nha. Mà niệm nhồi nhiều Nam Mô đó, thấy không lấp mà để vô đó, nước không uống mà Nam Mô đào nào, lúc đó thầy mới về. Còn bây giờ chưa có gì trơn thì sao mà ai nói thì sao mà nói. Chứ giờ tôi chưa thấy, tôi không dám nói. Thấy là chánh kiến á, phải thấy đâu đó rõ ràng nói mới được. Còn không nói cái hiện tượng giờ nó có hết trơn rồi. Nó đường lộ dầm sáng giờ trên chỗ đường vô cố đó đã có rồi đó. Chừng nào lộ thẳng đường đồng, bá gia mới biết người khùng là ai. Nó còn mấy sông Tiền, Mỹ Thuận, Bắc Cầu, núi Cấm, Quá Lầu, lộ vẽ gần đây. Bây giờ là sông Tiền có hai cầu rồi đó, thấy chưa, xong hết rồi đó. Bây giờ chỉ còn chờ giờ của cha thôi. Nó chừng nào áo mặc nửa lưng, quần không có ống, từ bưng khưng tới đời, đó cũng có rồi, ở trước mặt mình nè. Đó. Chừng nào lúa mọc trên chì voi đi trên giấy đến đời đông chú ơi, thì rõ ràng thấy không? Đồng bà cắt ra đồng chì và chì đó, có bông lúa đó. Còn cái giấy nghìn, cơ ngàn nè, có ông voi rồi đó, thấy chưa? Cơ nó lộ ra trơn rồi. Còn mấy thời kỳ này nhiều hát cùng ca, quê tình, quê tự, là ma không đầu. Nó bây giờ có hết trơn rồi, không có còn gì nữa hết trơn á. Nó phiên tặng hai nước mưu đồ, muốn thu năm Việt đã bị Hồ phá tan. Hải Hồ rửa máu nghỉ an, cũng có hết trơn rồi. Bác Hồ rửa máu xong, Bác Hồ nghỉ an rồi đó. Đó, Bác Tôn thì tán Bác Hồ ốp cũng đã có luôn rồi. Cái việc của Phật nói trước có sao hết. Đây là tôi nhắc lại cho anh em huynh đệ, nếu ai người có tâm đạo và có trí nghe những cái lời tôi nói là học qua sấm truyền của Phật là hiểu hết trơn. Nó đã có trước mặt mình hết rồi. Dạ. Như vậy là cái thời điểm này là nó sẽ đi đến cái cơn kỳ ba là tận diệt luôn, chứ không có một ai mà cứu được cái màn này nữa. Đâu ai cứu đó, Phật ra đời luôn mà thầy về mà đó, đúng cái thời điểm 100 tuổi của thầy rồi. Năm nay là 4 năm là 104 tuổi rồi, 3 năm ăn xá đã xong rồi. Thì tới năm mèo này là tính tới nè, năm mèo là tới năm dậu là 7 năm đó. Chừng nào dứt giặc 7 năm, ông bà ăn Tết là 1 năm xâm dậy rồi. Còn ai nói mà đi xin được đó, thôi tôi nuôi người đó tới già luôn á. Đúng rồi, thì tôi thiệt luôn á, tôi nuôi tới già luôn á, tôi không cho làm động móng tay luôn. Tôi nhịn đói rồi những cái thức ăn tôi đó, tôi ăn hàng ngày cái gì đó ăn đó. Phật nói rồi, Phật nói không sai lời mà sao không chịu nghe lời Phật, lời thầy. Phật trời nói chẳng sai lời, Long Hoa là hội Phật trời lập ra, lập lời cái hội Long Hoa, đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Sao mà chưa trang hòa bình thế giới gì.